Cô xuống tận gần đến nhà rồi. Thế thì thấy thằng cậu chạy ra, thằng con trai mình chạy ra, nhìn thấy đứa em ngoại chạy ra thì bắt đầu mình chạy. Chạy về phía phía nhà mình, thế là chạy được 2 3 bước thì bắt đầu là có một cái vật nào đó thì bắt đầu mới đập vào lưng mình, thế là ngã xô đằng trước. Hóa ra là nước. Thế xong là cứ thế là xô mình đi khoảng tầm độ 200 mét gì đấy, từ đầu vườn cho đến tận cuối vườn. Thế xong là bắt đầu là xuống đến cuối đấy thì bắt đầu là mình mới thấy nước không thể đẩy mình đi nữa, thì bắt đầu là mình mới ngoi ngoi lên đấy, thì ngoi lên ở cái vũng bùn. Thế là cứ nhoài người, thế là mới nhìn thấy mọi người là trên đường, mới vẫy tay gọi bảo là cứu với. Thế mọi người bảo là chị ơi nhanh lên, tí nữa nước nó lại lên thì chị không lên được, nước sâu lắm bọn anh không xuống được đâu. Thế thì nhìn bên bờ bên kia thì nhìn thấy thằng cậu với lại thằng con trai, nó kêu nó gào nó thét, nó bảo không biết là chị ở chỗ nào. Thế là mình mới vẫy tay, mình bảo là chị ở đây, mẹ ở đây,